thì ví dụ năm đây có những cái chi tiết nó đòi hỏi đặc biệt á, nếu mà trừ lại, tức là trừ lại mực hay là bỏ mực, cái đó ví dụ như 98 ly em cắt như thế này nó ăn thêm 2 ly thế này, nhưng mà nếu em để cái mực nó nằm cái mặt đứng dưới nằm bên này thì nó sẽ bị lại mực. Người ta hay bảo là cắt trừ mực hay là cắt đẩy mực ha. Tức là nếu như em cắt 98 ly ở đây, em cắt về bên kia đường mực thì nó còn 98, còn nếu mà em đặt 98 nó về bên này thì chỉ còn 977 thôi, đúng không? Đúng chưa? Thì nó là có sai số rồi. Thành ra đấy, và để ý kiếm những cái đoàn ngắn thế này, em phải giữ này, không nó sẽ bắn. Đúng rồi, em phải giữ cái miếng gỗ này. Đúng rồi, có mày chạy. Cực kỳ chuẩn xác, em có thể cắt góc được. Cảm ơn anh. Ok, đúng không? Xin thử như vậy em cắt hết anh sẽ